Khán giả cũng như là những người theo dõi của VTV9 và VTV9 Online. Nhật Phương đang có mặt tại buổi tổng duyệt của đêm chung kết giải sao Mai năm 2022. Và lúc này trong buổi sáng ngày hôm nay thì các thí sinh của dòng nhạc Thính Phòng đang thực hiện buổi tổng duyệt của mình để chuẩn bị làm sao cho một đêm chung kết sẽ diễn ra tốt nhất. Và hãy cùng với Nhật Phương khám phá cũng như là lắng nghe những tâm sự của các thí sinh trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Let's go! Em là Trần Tuấn Phi. Mình tên là Nông Thị Anh Thơ. Hoàng Hà Cương. Nguyễn Khánh Nhật Huyền. Mình tên là Nguyễn Xuân Dũng. Năm ngoái mình cũng có thi, nhưng mà mình có một lý do về sức khỏe nên không đảm bảo sức khỏe để thi tiếp sau Mai. Nhưng mình thấy hiện tại hôm năm nay thì thí sinh giỏi rất là nhiều. Cuộc thi năm nay được đầu tư khá bài bản và chất lượng thí sinh thì rất là đồng đều. Sau Mai năm nào cũng vậy, tổ chức khâu tổ chức rất là chuyên nghiệp và tạo sự tin tưởng cho thí sinh. Đúng là cái xu hướng của người trẻ của khác, hát rất là văn minh, rất là thời đại nhưng mà vẫn được giữ được cái bản chất thanh nhạc. Giọng ca rất là đẹp và rất là hay, những đối thủ rất là đáng gờm. Cách tổ chức của cuộc thi thì khá là nghiêm ngặt qua từng vòng ấy ạ, khắt khe qua từng vòng. Điều mà mình thích nhất ở cuộc thi này đó là mình được nhìn nhận, học hỏi từ các bạn khác. Có thể là có những thứ mà mình cần phải trau dồi rất nhiều, tại vì tuổi của mình thì cũng mới có 24 tuổi thôi, mình cần phải học hỏi và bồi dưỡng thêm rất nhiều. Mình có thể thể hiện được bản thân, mình không bị sức khỏe và mình chuẩn bị cho một lượng kiến thức và âm nhạc để mình có thể đi thi chương trình này và đồng hành với chương trình, và mình muốn đi đến tới cùng. Rèn giũa những bản lĩnh sân khấu cũng như là giọng hát của mình để mình có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Mình cũng là một người đại diện thế hệ trẻ mà lại tham gia đăng ký dòng nhạc dân gian ạ. Hy vọng là mình sẽ tạo ra cái năng lượng để có thể là gây được cảm hứng cho các bạn thế hệ trẻ, và điều đó là sẽ gìn giữ được những cái truyền thống văn hóa của dân gian Việt Nam mình hơn ạ. Em tới đây để khẳng định bản thân mình, chiến thắng bản thân là mục đích của em. Mình rất là tự tin và mình nhất định phải giành được chiến thắng, chiến đấu hết mình, quyết tâm giành chiến thắng. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui, niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta.